Xin chào các bạn đang quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay ở đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cái dimmer AC 220V. Thì những cái dimmer này sẽ giúp các bạn điều chỉnh điện áp AC, điều khiển lò sấy, điều khiển động cơ AC hoặc có thể điều khiển bóng đèn, điều khiển quạt cũng được. Đấy. Thì ở đây mình có ba cái dimmer. Thì cái này là dimmer 4000W. Có LED DR40 này, có LED hiển thị. Thì cái này có điện áp vào là 220V nữa. Dòng tối đa là 18A, công suất mắc là 4000W, điện áp ra từ 10 đến 230V có thể điều chỉnh. Đây, sẽ điều chỉnh bằng đây. Điều chỉnh bằng biến trở. Dòng ra mắc là 25A. Đây là dimmer 10.000W DR100. Thì điện áp đầu vào cũng là 220V. Cặp đây. À, dòng vào tối đa là 45A. Điện áp ra từ 20 đến 220V điều chỉnh được. Đây, đây. À, dòng ra mắc là 25A. Công suất tối đa 10.000W. Đây là dimmer 4000W KLC 400A. Thì cái này điện áp vào cũng là 220V. À, công suất mắc là 4000W. Y định mức là 9A và y mắc là 18A. Dòng ra thì cũng có thể điều chỉnh được. Đây, cũng có LED hiển thị. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lần lượt test nó với bóng đèn. Đi mưa với bóng đèn. Bây giờ tôi sẽ test với cái dimmer 4000W và có LED hiển thị DR40. Tôi sẽ tăng dòng lên. Đấy. Từ 10. Đấy. Dưới 10 sẽ không hiển thị được. Đấy. Từ 10 đến 520. Ok, sáng chói hết cả mắt. Đấy. Thì các bạn trong quá trình nấu dây, các bạn chú ý nấu dây theo cái sơ đồ bên mình đã public sẵn. Tiếp theo là dimmer 10.000W DR100. Đấy, thì con này không có LED hiển thị, chìa khóa. Đó là ok. Bây giờ tôi sẽ test với cái dimmer KCL 4000 A1. Con này còn 4000W. Nó sáng. Cái đồng da của nó rất nhỏ, nó rất yêu cầu rất cao này. Đấy, khá ok. Review về ba cái dimmer của mình đã xong. Thì mình có cái lưu ý nhỏ là nếu các bạn dùng với quạt thì trước tiên các bạn sẽ phải vặn cái biến trở đến vị trí mắc 220V trước. Sau đó các bạn hãy sử dụng quạt. Vì khi các bạn để lưng chừng như này thì khi các bạn cắm quạt vào ấy thì nó sẽ bị nhảy, nó sẽ bị loạn dòng. Đây nó sẽ lên 270, 280. Lúc đó các bạn không thể bật được quạt, các bạn sẽ không sử dụng được. Các bạn sẽ phải vặn lên 220. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh thì nó sẽ ok. Đây là mình đã thử qua và mình đã nhận thấy một cái điều như vậy. Đây, thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Thì mọi ý kiến đóng góp cho nhóm review, các bạn hãy comment phía dưới. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh giúp chúng mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.